Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ có một ý tưởng rất là mới lạ mà mình nghĩ là các bạn cũng thích thôi. Mọi lần trước mình cũng chơi về pháo khói, hôm nay mình cũng sẽ tiếp tục chơi tiếp về pháo khói, nhưng mà không phải như mọi lần đó là gắn pháo vào xe máy hay là thả nước. Hôm nay mình sẽ cho pháo vào tủ kính, tức là vào cái hộp kính ấy bạn. Mình sẽ cho vào đấy, sau đó bắt đầu để xem cái không khí ở trong đấy nóng lên nó có làm nổ được cái thùng kính ra không và có làm vỡ cái thùng kính không. Đây là một quả pháo mình đã chuẩn bị và bây giờ mình sẽ đốt nó và sẽ cho vào trong này. Sau đó khói nó sẽ lan tỏa khắp mọi nơi, nó chảy ra và nhiệt đây rất là nóng mà không biết là nó làm vỡ được tủ kính hay không, thì mình hy vọng là nó cũng sẽ vỡ và nổ ra nghe rất là thích tai đấy. Mà thôi, điều đấy rất là nguy hiểm, chúng ta cứ thử chơi xem thế nào nhá. Skin, you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. I know the sadness that cripples you. It comes in waves and out of the blue. But there are days you feel freedom too. Sau khi mình đã chơi xong các bạn nhìn nóng cực kỳ luôn đây nhá, nhìn này rất là nóng, nó cháy hết luôn đây. Sau đây là một lớp đúc mà giữ lại, nhìn nhá, kinh khủng luôn. Đây là cái vết mà cái pháo khói này nó để lại cái vết này ở đây. Còn đây là cái pháo mà khi mà đã cháy hết xong đấy, còn đây là cái bụi của nó mà khi mà nó cháy hết đấy, rất là dính, nó như kiểu là cái bột bảng mà tít ý. Đấy, nó dạng như kiểu như thế. Nếu bạn nào biết bột bảng mà tít thì các bạn sẽ biết rồi đó. Kia là cái lúc mà nó phụt khói lên các bạn ạ, lúc phụt khói lên tức là nó nóng quá ý. Nó nóng quá bắt đầu là nó xỉn lại đấy, nó xỉn lại thì bây giờ mình lau thử nó có hết không. À hết ạ, đấy đây đấy, ngủ. Và sau khi xem video này của mình, các bạn thấy hay hãy like, subscribe và chia sẻ để ủng hộ 123go để mình có thêm động lực làm nhiều video tiếp theo nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.